Xin chào cả nhà. Mai chia sẻ đến cả nhà món ăn sườn heo hầm bông cải. Mình chuẩn bị một ký sườn. Mình rửa qua nước lạnh cho thật sạch. Mình cho nước nóng vào rửa sườn để không có mùi hôi. Phần gia vị mình ướp sườn gồm có muối, đường, bột ngọt, hành phi và tỏi phi. Phần rau củ mình gồm có bông cải xanh, bông cải trắng, cà rốt, cải thảo, mỗi thứ là 200g, kỷ tử và hành ngò. Phần sườn mình đã ướp được 1 tiếng, sau đó mình mới cho vào hầm. Nóng mình cho sườn vào, không để nước quá sôi vì sôi sẽ làm đục nước nồi hầm của mình. Mình hầm sườn khoảng 1 tiếng thì sườn mới mềm và ngon nha cả nhà. Lúc này nồi sườn mình đã sôi, mình hớt hết bọt để nước trong và thơm ngon hơn. Mình hầm được 1 tiếng, sườn đã mềm, sau đó mình cho cà rốt, cho bông cải trắng vào, bông cải xanh vào. Mình nấu vừa chín bông cải thì ăn mới ngon nha cả nhà. Không nên để quá lâu, bông cải mềm thì mình ăn không ngon. Sau cùng là mình cho kỷ tử vào. Kỷ tử ăn rất tốt cho mắt nha cả nhà. Mình múc ra tô và mình cho hành ngò, tiêu vào cho món ăn thơm ngon hơn. Cả nhà xem thấy thích món ăn ủng hộ Mai Phúc Vệ TV nhé. Thank you.